thưa quý thầy cô, các anh chị, các khóa về tham dự hôm nay và các bạn thân mến. Năm 2016, chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày chúng ta vào trường. Và có hẹn nhau, năm 2019, 3 năm sau, chúng ta sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 3 năm ngày chúng ta ra trường. Với chủ đề hôm nay là kết nối và hội ngộ, rất vui mừng gặp lại quý thầy cô, các bạn trong các khối lớp A, C1, C2, C3 và lớp D. 1, 2. Ở đây xin được có phốc biểu gì cho tôi bấm cái tay kế phải chạy được gì đó. Phốc biểu đừng bấm, chẳng chỉ có phốc biểu thôi. Phốc biểu đừng bấm. Có mà là để không tiếng nữa. Xin cảm ơn tấm lòng của quý thầy cô và các bạn về dự buổi gặp mặt ở đây. Mất tiếng. Với những bạn không về nhưng có nghe tin hậu ngộ, có biết chiến đấu, cũng có là đón chiến rồi đó. Một việc. Lần này đặc biệt chúng ta có một tập kỷ yếu, món quà tinh thần đầy ý nghĩa của thầy và trò chúng ta. Quỷ yếu để ghi lại những hình ảnh một thời khó khăn và thiếu thốn của thầy trò của chúng ta cố vượt qua để có được ngày hôm nay. Trong quyển yếu này có rất nhiều bài viết mà trong đó nêu lên một số hình ảnh của chúng ta. Một ngày đi học, một thời đi học của Nguyễn Thị Hiền ghi lại những hình ảnh bắt đầu từ lúc gà gái cho đến tốt nghiệp, từ lúc vào trường nghỉ Tết, nghỉ hè rồi chia tay. Một thời thiếu thốn mà vui. Đó là những cái đoạn mà tái hiện ra hình ảnh của thầy trò của thầy mình trong những năm khó khăn mà rất bực mực yêu thương những đứa học trò khó khăn và nghèo. Và rất nhiều những hình ảnh, những cái tấm trang lưu bút được ghi lại trong tập kỷ yếu này. Và đặc biệt là hôm nay chúng ta có được một cái tập kỷ yếu này, thầy Trần Quốc Công đã với tấm lòng của thầy ngày 2 buổi tối về suy ngẫm cho chúng ta một hình ảnh, một tập kỷ yếu. Đó là hình ảnh của 36 lớp A, C1, C2, C3 và lớp D. Bên cạnh đây là những thầy cô dạy chúng ta, người còn sống và người cũng đã mất. Hai bên. Đặc biệt đó là bức tường Tây ghi lại hình ảnh, ghi lại tay của các bạn trong lớp mình. Tay của mình. Đây là một cái món quà tinh thần mà tấm lòng của thầy đã dành cho chúng ta hôm nay. Thầy cô, cảm ơn những bạn đã rộng tay, rộng lòng, đóng góp rất nhiều cho kỳ hội ngộ đàn. Thưa thầy cô và các bạn, gần đây nghe động đất dưới chân, mong rằng 3 năm, rồi 3 lần, 4 lần, 5 lần, cũng 3 năm nữa, thầy trò chúng ta cũng sẽ về đây hội ngộ. Bởi vì ngôi trường này, dòng sông và cây cầu này, mảnh đất này với chúng ta đã hóa tâm hồn. Xin trân trọng. Lần nữa xin cảm ơn thầy Hà Tiến Quỳnh và tất cả các thầy cô của chúng em. Cảm ơn bà Huỳnh Lạc. Kính thưa tất cả các thầy cô giáo có mặt khi dự cái buổi 40 năm ra trường của các em 76, 79. Kính thưa tất cả các em, hôm nay tôi đến thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường
trong những năm giải phóng từ năm 76 đến năm 79 mà vừa qua ngày hai ngày nay trên lục cái hồ sơ ra học sinh tốt nghiệp năm 79 nhiều tên danh sách của các em tôi còn đang giữ, nên từ cái chỗ đó rõ ràng là các em đã thành đạt, các em đã thành những con người trưởng thành của cái mái trường thân yêu này. Không biết nói gì hơn, tôi năm nay là 80 tuổi rồi, hơn 53 năm từ đảng, được đảng và nhà nước điều vào công tác ở đây, nên đã gắn bó với nhà trường 35 năm. Và trước cái này là các em nói tôi là dạy chính trị, nhưng là tôi là dạy sinh, học đại học 4 năm ra trường, về đây thì lại rất phân công công tác nó khác đi, chứ không có như thế. Hôm nay các em đã trưởng thành và tổ chức 40 năm ra trường, không có gì hơn, chúc các em và đại gia đình mạnh khỏe, chúc các thầy cô mạnh khỏe và chúng ta cố gắng học thật tốt và xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng đất nước phồn vinh. Xin cảm ơn. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự có mặt và sự góp sức của thầy hiệu trưởng nhà trường thầy Phạm Tấn Sáu, và hôm nay cũng vinh dự đón thầy về dự chung vui cùng với hội khóa chúng tôi, và kính mong thầy có đôi lời đóng góp cho chương trình cũng là nhận cái tấm lòng của tất cả chúng tôi. Kính mong thầy Phạm Tấn Sáu. Kính thưa quý thầy cô giáo, các anh chị cựu học sinh khóa 1976 1979, nhà trường rất vui mừng các anh chị cựu học sinh khóa 1976 1979 về lại trường xưa thăm trường và tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 40 năm ngày ra trường. Cho phép tôi thay mặt ban giám hiệu nhà trường gửi lời chào trân trọng đến quý thầy cô, các anh chị cựu học sinh, lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Kính thưa quý thầy cô giáo, các anh chị cựu học sinh, lần trở về này của các anh chị thật vô cùng ý nghĩa. Bởi một lẽ hòa tan không khí mừng ngôi trường hơn 60 năm tuổi, kết nối yêu thương với các bạn cùng khóa, tri ân các thầy cô giáo đã 5 tháng ngược xuôi gian khó cùng các anh chị để tạo dựng ước mơ của đời mình. Họp mặt cựu học sinh 40 năm ngày ra trường khóa 76, 79 tại trường trung học phổ thông Nguyễn Duy Hiệu là cuộc họp mặt cựu học sinh lần thứ hai tại trường, có thời gian khá dài được chuẩn bị công phu. Vì vậy, với tư cách cá nhân, tôi rất tự hào về các anh chị. Thời gian 40 năm không phải là ngắn, các anh chị đa số tuổi đã lớn 58, 60, chi phối nhiều mặt, bộn bề lo toan mọi thứ, nhưng trong tâm thức của các anh chị, ngôi trường này là những năm tháng học tập ở đây các anh chị xem là cội nguồn nơi tạo dựng ước mơ, để từ đó các anh chị vươn tới thực hiện những ước vọng đẹp đẽ của đời mình. Chính vì lẽ ấy, nhà trường rất cảm kích, trân quý và ghi nhận tấm lòng của các anh chị. Việc tổ chức họp mặt lần này của các anh chị tự nó mang tính giáo dục truyền thống của ngôi trường đã 60 năm, vì đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn, về tình thầy trò cao đẹp. Chắc chắn ý nghĩa tốt đẹp này sẽ lan tỏa trong tất cả chúng ta, sẽ lan tỏa ra ngoài cộng đồng xã hội và là gương sáng cho thế hệ học sinh còn học tập dưới mái trường Nguyễn Duy Hiệu noi theo. Kính thưa các thầy cô, các anh chị, trường trung học phổ thông Nguyễn Duy Hiệu là một trường lớn của tỉnh Quảng Nam, được xã hội nhìn về với con mắt tôn trọng và nể nang. Vì trường mang tay người anh hùng Đắc Quảng, vì trường có đội ngũ dạy giáo giỏi, có những thế hệ học sinh thông minh và hiếu học, luôn biết làm nên những thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi. Vì trường có truyền thống hơn 60 năm, có nhiều thế hệ cựu học sinh luôn hướng về trường, đồng hành cùng nhà trường trong những chặng đường phát triển và gian khó. Thưa các anh chị, nhà trường tự thấy được phúc lớn khi có được một cựu học sinh gắn bó với nhà trường. Trong nhiều thập kỷ, các anh chị học sinh đã góp nhiều ý kiến quý báu xây dựng trường, bảo tồn ngôi trường này, đã trao nhiều suất học bổng cho các em học sinh giỏi, học sinh nghèo hiếu học, mỗi năm lên đến hàng trăm triệu đồng, đã hỗ trợ tài lực để nhà trường có thêm cơ sở vật chất
phục vụ giảng dạy và học tập. Tấm lòng ấy, hội đồng sư phạm và các em học sinh không bao giờ quên. Sự gắn kết giữa trường học sinh và nhà trường trong thời gian qua rất bền vững, tình cảm ngày còn sâu nặng. Chính vì lẽ ấy, nhà trường luôn dõi theo bước chân của các anh chị, vui với niềm vui, buồn với nỗi buồn của các anh chị trong cuộc đời. Nhà trường luôn mong mỏi các anh chị về thăm, vì đây là nơi chốn mà các anh chị không dễ gì quên. Có thể là sự viên mãn ngày về trong tiềm thức của các anh chị, trong khóa học của chúng ta. Kính thưa quý thầy cô giáo cùng các anh chị học sinh, sum họp lần này của các anh chị thật là ý nghĩa, sẽ là kỷ niệm khó quên trong mỗi chúng ta. Chúc các thầy cô và các anh chị thật nhiều niềm vui, luôn mạnh khỏe và thật ấp ấm đong đầy kỷ niệm trong lần gặp gỡ này. Chúc ngày hội ngộ của các anh chị thành công tốt đẹp. Hẹn ngày gặp lại các anh chị và các thầy cô. Xin chân thành cảm ơn. Thưa quý thầy cô giáo cùng tất cả các bạn học sinh đồng khóa, dưới những ngày tháng bảy nắng hạ, một con am đi hút nhụy tỏ mặt cho đời. Mùa của ca keo phượng nở, chia ly xa cách như cách nói của lứa tuổi học trò, chúng ta lại tìm về với nhau trong ngày hội kỷ niệm 40 năm ngày ra trường của khóa học sinh cấp 3 địa bàn năm 1976-1979. Cho dù ai cũng đã bước qua nửa bên kia sườn dốc cuộc đời, sau những cái bắt tay thấm tình bè bạn, những bà mồ ôm định nghĩa tình đồng môn, chúng ta lại được gặp những thầy cô một thời đã vươn lên trên những khốn ngó của cơ áo thảo tiền lẹn hội từ muôn nơi về một quê địa bàn này ươm nụ gieo mầm cho tin tức tương lai. Chúng ta đã quay quần bên nhau như những ngày nhập trường 43 năm trước, cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống,
hồi niệm về những thầy cô và bè bạn đó tham vọng với các tuổi học đồng. Tình bè bạn lại được thăm nắm qua những ánh mắt gửi trao những họ hàng mới để cùng nhau ôn lại quãng đời đáng nhớ, ôn lại những trang đời tuyệt đẹp. Cũng chính từ lần gặp gỡ này, chúng ta đã định hướng cho những hoạt động gắn kết trong tương lai, thăm hỏi động viên nhau cuộc sống đời thường, để mỗi thành viên trong tập thể khối 76, 79 ai cũng cảm thấy ấm lòng. Hy vọng rằng những lần gặp kế tiếp sẽ không một ai trong chúng ta hôm nay vắng mặt, thậm chí còn hy vọng chào đón các bạn ở xa vì nhiều lý do chưa về kịp trong ngày hôm nay. Với tinh thần và ý nghĩa đó, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin một lần nữa chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị đại biểu, khách mời, thành lập tri ân quý thầy cô đã không quản ngại thời gian, sức khỏe, nhận lời mời về trường với chúng em. Sự hy sinh cao cả mà quý thầy cô dành cho chúng em như đã gửi trao cho một thế hệ học trò cấp 3 điện bàn từ hơn 40 năm về trước. Xin cảm ơn các bạn cựu học sinh từ mọi miền đất nước đã lắng nghe tiếng bạn từ 4 thập niên xưa, đã nghe tiếng gọi tha thiết của tập thể khấu và tụ họp về mái trường thân yêu quay quần với nhau trong ngày hội ngộ thiêng liêng và xúc động này. Đặc biệt cho tôi xin ngàn lần cảm ơn ban giám hiệu, đặc biệt là thầy hiệu trưởng Phạm Đánh Xá, tập thể giáo viên, cán bộ công nhân viên đương nhiệm của trường phổ thông trung học Mỹ Diệu đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể để chúng tôi tổ chức thành công buổi họp mặt đầy ý nghĩa này. Cảm ơn các em học sinh là thế hệ con cái tiếp nối những đã mang đến cho hội ngộ những tiết mục văn nghệ giàu cảm xúc của tuổi học trò. Cảm ơn bác võ nhân ái anh quay phim, cảm ơn chị đầu bếp, bác tài xế, anh dàn dựng thiết kế sân khấu, âm thanh ánh sáng đã chung tay góp sức cùng chúng tôi trong quá trình tổ chức. Nhân buổi họp mặt hôm nay, chúng tôi có tổ chức bữa cơm trưa ngay tại chỗ trong khu phim trường. Trân trọng kính mời tất cả chúng ta cùng tham dự. Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô, các bạn hạnh phúc thành đạt trong cuộc sống. Xin thành thật cảm ơn.